cái gì mà hồ đau nhỉ. Chết thằng cây anh bay chưa? Anh lấy keo lần nữa, keo mà không làm xong thôi chứ.
thề kêu người xuống làm đi chứ. Thay cửa chứ đang chờ. Cục này dễ thương. Nuôi nó lâu quá vậy, mập. Một mụn nó ăn béo quá. Ngân mới làm mua đó. Dạ. Rồi em có mà em bình quả em có. Có phải chị cả nữa. Hai bà. Quỷ gì sao? Đam mê đầu lăng gì đó trời. Coi online đâu vậy? Đỡ đi xếp hàng ấy. Hôm nay khỏe hả? Coi online cho khỏe hết. Họ bỏ mẹ mày... Họ bỏ mẹ chục triệu ra rồi mình coi online đâu vậy? Họ lên ngày rồi mẹ chục triệu chứ hả? Không biết. Tùy theo lắm. Tự cấu rồi đắt lắm.
cô ấy. À, tay. Cái này là quéo rồi hả? Nhằn xong rồi hả? Bà Châu Y. Éo quá ác liền. Đáng này.